Nên nhớ, mãi mãi không phải là tập chứng bệnh mà cháu cố cháu chắc cháu không có nội đề tập chứng bệnh cũng vẫn muốn thôn tính nước Việt nha quý vị. Nước Việt đã bị thôn tính lâu rồi, nhưng mà nhờ ngày nào thì cũng kháng. Cho nên cái gì dân đồn phú quốc gì đó, hôm nay mình còn giữ được. Chứ thật sự là nước Việt bây giờ không có tự chủ quyền được, không có tự đứng lên được, mà là gì, Trung Cộng nó sẽ chia năm sẽ bảy, thế lực của nó bây giờ càng ngày càng yếu. Mấy vị nói là những cái thế hệ nhỏ trong những lúc này nè phải hiểu để mà lấy lợi Hoàng Sa Trường Sa, thì chỉ là người truyền tin, là người nhắc nhở. Ngoài cái thế giới hữu hình của mình cũng còn các chư vị hồn thiên sông núi lúc nào cũng bao bọc che chở cho mình. Cho nên kêu Kiệt lên đây nhắc nhở quý vị thôi, chứ Kiệt cũng là người ở cõi trời, Kiệt xuống đây để mà phụ giúp một tay, Kiệt cũng không có làm gì lớn lao lắm. Chỉ mỗi một cái mình cũng phải tự lực, Tự phát huy cái tinh thần của mình, tinh thần dân tộc của mình. Chứ không phải như bây giờ, tuổi nhỏ bây giờ nó không biết gì hết, rồi cứ lo vui đùa chơi rồi đá banh rồi showbiz đồ này nọ không à. Nó là một ngày nào đó nước Việt cũng sẽ như thời xưa trở lại, sẽ bị thôn tính bởi Trung Quốc, vì họ rất là mưu mô xảo quyệt á. Tất cả mọi cái chiến tranh xảy ra trên cái đất này đều là do bởi con người tham lam và không có hiểu luật nhân quả, thì nó mới có cái những cái chuyện mà rất là đáng tiếc, đau buồn. Rồi đây tất cả quý vị sẽ thấy những gì Kiệt nói là thiệt. Cái ác sẽ không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này sau khi đệ tam thế chiến xảy ra. Mà đệ tam thế chiến là chừng nào ai cũng hỏi câu đó, nó sẽ xảy ra rất là ngắn. Hôm nay mình cũng nhìn thấy cơ bản, thì Kiệt là người ở trên, Kiệt hiểu được nhiều chuyện. Quý vị thấy bữa nay là ông Trump đang ở ngoài tòa đó, hiện giờ luôn á, thì chỉ có không phải là ở Mỹ là không có tà đâu nghe, cái phe dân chủ nó cũng là tà, gọi là thổ tả đó. Thì trong cái thế giới vô hình á, giữa chánh và tà đang đấu với nhau, thiện thần và ác thần. Thiện thần á, thì đang bị ông tòa xử về mấy cái vụ đã xử xong rồi, nó không còn kiếm gì để mà nó kiếm chuyện ổng nữa. Nhưng khi mà thiện thần đúng ngày đúng giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, chỉ có đảng Cộng Hòa là mới đưa Trung Cộng đi vào lịch sử, vào quá khứ luôn, tiêu luôn á, ý là nói là tiêu luôn á, là chỉ có đảng Cộng Hòa, cả Nga và cả cái khối khối Hồi giáo và cả cái khối cực đoan độc tài khối ác. Riêng Việt Nam mình ở trên nó chả là gì hết, chỉ là đi theo người ta thôi. Hễ mà thầy chạy thầy trò cũng chạy à, cũng dông à. Thì Việt Nam được ở trên á đã phong ấn lâu rồi. Phong ấn có nghĩa là biết là không có đúng, nhưng mà cũng không có cho thê thảm như kiểu Bắc Hàn bây giờ đang chết đói thê thảm, cái gì biết không, cũng phong ấn lại, cũng không có cho bị thảm kịch lớn như kiểu là Ukraine, và cũng không có để cho chết Covid hàng triệu triệu người. Có nghĩa là nước Việt Nam có Phật Thánh Tiên hạ phàm để cứu độ nước Việt, thì nước Việt sẽ tránh được rất là nhiều nạn tai. Nhưng mà song song theo đó đó, cũng không có hẳn là giữ được chế độ. Chế độ là gọi là phê trục đó, cũng phải thay đổi thôi. Nhưng mà quý vị ở trên nó đang thay đổi theo kiểu nào? Hay đang thay đổi theo cái kiểu mà
Thì bây giờ Kiệt làm cái clip ở nhà, thế nào rảnh thì lên đây Kiệt ngồi nói chuyện chơi ra cái clip ngắn này dài tùy theo bữa nào có chuyện nhiều chuyện ít phải đi. Thì mỗi một lần mình nói chuyện chỉ vô một cái đề tài thôi, tập trung. Rồi ở ngoài kia thì mình cũng không có giờ nữa, ví dụ như buổi chiều hay là buổi sáng như giờ. Thì theo ngày bữa nào Kiệt đi họp thì Kiệt không có nói chuyện buổi sáng. Rảnh đó thì nhà Kiệt nói một chút rồi đi làm buổi trưa. Chiến tranh chúng ta đang ở sắp sửa chiến tranh, sắp sửa có nạn đói kinh tế thì mình đang thấy rồi đó. Kinh tế đói thường đi đôi với chiến tranh. Đó là đệ nhất, đệ nhị và đệ tam thế chiến đều là xảy ra như vậy. Chỉ có một cái là chúng ta chúng sanh đây mấy tỷ người cả nước Việt đa số là năm loại mà Kiệt nói là khó mà độ đó, thì họ không có biết chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra khi mà chiến tranh sẽ đến. Họ chỉ biết ngày mai là tính chuyện ngày mai chứ họ không bao giờ có một cái sự phòng bị trước hay là thay đổi cách sống hay là ăn hiền ở lành, họ không có tính được vậy. Họ không có chịu hiểu thêm, họ không có chịu nghe Kiệt nói rất là lì lợm. Và trên rất là buồn cái chuyện này, cho nên vài tuần nữa thì Kiệt sẽ lập một cái đàn tràng khoảng để mà khấn xin cha xin chư Phật giảm bớt cái sự tổn thất, bớt sự chết chóc.